Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh kiến thức chuyên sâu. Trong video lúc chiều tôi đã nói cho các bạn về một kế hoạch phản công của Ukraine khi dùng thịt để lấp đầy các chiến hào ở Bắc Mút. Phương Tây luôn nói với chúng ta về một chiến thắng của Ukraine nhưng lại chẳng bao giờ nói với chúng ta về những tổn thất của họ. Hãy xem truyền thông của phương Tây đang lừa những công dân của mình như thế nào về một chiến thắng của chế độ Kiev. Trên tờ The Sun của Vương quốc Anh vào ngày hôm nay đã đăng một video tuyên truyền cho chiến thắng của chế độ Kiev có nội dung như sau. Một chiếc xe tăng của Nga đã bị những chiếc máy bay không người lái của Ukraine tiêu diệt. Nó đại loại là như vậy Sau đó video đã chiếu một cảnh một chiếc xe tăng Không xác định đã bị một chiếc UAV lao tới và tiêu diệt rất ngoạn mục Điều đang nói ở đây là có một khán giả tới từ Ba Lan đã nhận ra cái gì đó sai sai ở đây. Sau đó anh ấy đã thẳng thừng bình luận dưới video đại ý như sau. Không còn có một từ ngữ nào có thể diễn tả sự kém cỏi của những người đang làm việc tại Giờ Săn. Mỗi chiếc video do Giờ Săn chiếu giờ đây đều cần phải có tên tác giả. Bất cứ một ai quan tâm, dù chỉ là nhỏ nhất tới tình hình ở Ukraine cũng có thể nhận ra những chiếc máy bay không người lái này mang cái tên Lancet của Nga. Và thậm chí đang nói hơn nữa là chiếc xe tăng kia chính là những chiếc Leopard của Đức. Nó chính là những chiếc xe tăng do NATO sản xuất. Vậy đó, đây chính là bộ mặt thật sự của truyền thông phương Tây, nơi xứ sở của tự do, dân chủ và nhân quyền. Bạn có quyền đăng video xuyên tạc mà không cần phải kiểm chứng. Thậm chí nó lại tới từ một trong những kênh truyền thông lớn nhất của Vương quốc Anh họ lấy video những chiếc máy bay không người lái của nga tiêu diệt lều bát và biến nó thành những chiếc máy bay không người lái của ukraine đã tiêu diệt những chiếc xe tăng của nga để mà tuyên truyền về chúng ta tôi xin nhắc lại là có rất nhiều rất nhiều các video mà truyền thông phương tây lấy từ nga sau đó biến thành của ukraine và tuyên truyền như thế này chiến thắng của ukraine đơn giản nó chỉ là như vậy đó đây chính là lý do tại sao có một số người vẫn mù quáng tin tưởng rằng ukraine đang chiến thắng trên chiến trường bởi vì họ được truyền thông phương tây tờ vẽ bằng sự kinh khủng khiếp của những vũ khí tới từ nga Nghe thật chua chát phải không nào? Theo những gì mà tôi tìm hiểu kênh giờ săn sau khi bị bóc mẽ họ đã ngay lập tức xóa video này. Tuy nhiên, cái gì đã đưa lên internet thì dù bạn có xóa, nó cũng sẽ tồn tại ở một nơi nào đó mà thôi. Cái cách ăn cắp video của Nga và biến nó thành Ukraine, nó thực tế không tới từ truyền thông phương Tây, mà khởi điểm của nó lại tới từ chính truyền thông của chế độ Kiev. Rất nhiều các video quân sự của Nga phá hủy khí tải Ukraine đã được chính chế độ Kiev mang về, tự tay biên soạn lại và biến nó thành của mình biến nó thành những chiến thắng trên mặt trận của chế độ kép cũng như quân đội ukraine sau đó rất nhiều các phương tiện truyền thông của phương tây ngồi nhà và quay tay ra bài đã lấy lại các video được đăng từ kênh truyền thông ukraine sau đó đăng lại nên bây giờ chúng ta mới có một câu chuyện buồn cười như vậy và chắc chắn nó cũng không phải là câu chuyện cuối cùng mà truyền thông phương tây cũng như ukraine tô vẽ về những lợi thế trên chiến trường của bọn họ bằng chính các video tới từ nga Thú thật với các sếp, từ khi có cuộc chiến tại Ukraine, chúng ta mới nhìn thấy bộ mặt thật của truyền thông phương Tây, nó nhiều cái buồn cười lắm. Ví dụ như chế độ kép, sau khi bị những người Nga phong tỏa biển đen, tấn công cảng Odessa, rồi lại tiếp tục tấn công cảng sông ở Danip. Những nhà ngoại giao Ukraine bằng một cách thần kỳ nào đó, họ có thể liên kết việc vận chuyển ngũ cốc với những chiếc M-16 để mà xin phương Tây. Theo đó, người đứng đầu ngoại giao Ukraine là Dimitri Kuleba trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông của Pháp đã nói rất hùng hồn như sau. Ukraine đang rất cần những chiếc tiêm kích F-16 để có thể bảo vệ việc xuất khẩu ngũ cốc và cứu các quốc gia nghèo đói. Nếu chúng tôi có F-16, chúng tôi sẽ không phụ thuộc vào Nga để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ra thị trường toàn cầu. Việc chúng tôi nhận được chúng càng sớm, Ukraine càng có khả năng khởi động một hành lang được bảo vệ mới sớm hơn. Vấn đề cung cấp F-16 đã được giải quyết, nhưng việc thực hiện các kế hoạch này lại mất thời gian. Tôi thật không hiểu được việc cung cấp những chiếc F-16 thì nó có khả năng bảo vệ gì cho các kho ngũ cốc của Ukraine. Nên nhớ rằng, Nga sử dụng hàng trăm những chiếc máy bay không người lái để tấn công vào các kho ngũ cốc của Ukraine. Vậy một chiếc tiêm kích F-16 bay lên bầu trời và làm gì những chiếc máy bay không người lái này? Chẳng lẽ phóng tên lửa không đối không để mà bắn hạ? Cách này có vẻ sang chảnh. Được biết rằng giá mỗi chiếc F-16 dao động khoảng 50 cho tới 150 triệu đô la tùy từng phiên bản và các vũ khí trang bị. Và bạn đang lấy 150 triệu đô la ra để đi bảo vệ một kho thóc có giá trị đâu đó khoảng 1 đến 10 triệu đô la là căng. Nghe thôi đã thấy vô cùng lú rồi. Chưa kể tới, nếu phương Tây chuyển giao những chiếc F-16 cho chế độ kép, thì nó sẽ giống như Leopard trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu cho những người Nga tấn công. Theo tôi hiểu chắc ý của Ngoại trưởng Kuleba là muốn sử dụng những chiếc f 16 để dẫn dụ những người Nga tấn công thay vì để bọn họ tấn công khó thóc. Vâng, truyền thông Anh thì là như vậy. Những người Ukraine cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Nhưng nếu các bạn nhìn ông chủ của bọn họ là những người Mỹ, các bạn sẽ thấy rằng điều này cũng bình thường thôi. Bởi vì người đứng đầu nước Mỹ còn gây lú cho chúng ta như vậy. Huống hồ là Anh và Ukraine câu chuyện là như thế này nó không hề liên quan gì tới ukraine nó chỉ là một cuộc hội thảo hay một bài phát biểu trong phòng phía đông của nhà trắng nơi mà giáo sư bác sĩ pháp sư biden đưa ra những lời hứa của ông ấy cho những người dân mỹ về một gói mở rộng chăm sóc sức khỏe tâm thần trong tương lai tổng thống biden đã nói như sau tôi muốn nói với mọi người là tôi đã chữa khỏi bệnh ung thư họ nhìn tôi như thể tại sao lại là ung thư bởi vì không ai nghĩ rằng chúng ta có thể làm điều đó đó là lý do tại sao chúng ta có thể chúng ta có thể chấm dứt được bệnh ung thư như những gì chúng tôi đã biết. Vâng, nếu những bài phát biểu này của tổng thống Joe Biden là thật thì ông ấy xứng đáng với danh hiệu pháp sư cao quý nhất của Hoa Kỳ, người đã tìm ra cách hoàn thiện để chữa khỏi căn bệnh ung thư. Thế giới này sẽ tôn vinh Joe Biden như một pháp sư của thế kỷ. Tuy nhiên, có vẻ như những người đang ở trạng thái sức khỏe tâm thần bình thường ở Mỹ không lạc quan lắm. Dân biểu Lauren Bauerbird, một thành viên của Đảng Cộng hòa, bất chợt sỏ xiên những lời nói của tổng thống Biden như sau: Ông ấy vừa nói với chúng ta rằng ông ấy đã chữa khỏi bệnh ung thư Tôi cảm thấy rằng ít nhất chúng ta cũng phải nhận được một thông cáo báo chí về điều này chứ. Trong khi đó, Kristen Colin một nhà hoạt động nhân quyền và cũng là một cựu thành viên của quốc hội Hoa Kỳ đã bình luận như sau. Biden, chữa khỏi bệnh ung thư giống như cái cách ông ấy tuần hành vì quyền công dân, bị bắt khi cố gặp Nelson Mandela, lớn lên trong một nhà thờ của người da đen, lớn lên trong cộng đồng của người Puerto Rico và là giáo sư của Upen, xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất thế giới và không bao giờ nói chuyện với con của mình về kinh doanh. Vâng, rõ ràng việc Tổng thống Biden có thể tự chữa khỏi bệnh ung thư là một điều tốt với thế giới này cơ mà. Tại sao các chính trị gia của Hoa Kỳ lại sách mé ông ấy đến vậy? Hay họ ghen tị? Không, câu trả lời là Biden chẳng có bệnh ung thư nào cả. Bệnh duy nhất mà ông ấy có đó là chứng mất trí nhớ cho những chàng trai trẻ ở tuổi 80. Đây chỉ là một lời tuyên bố đầy hoang đường của Pháp sư Biden trong vô vàn những lời tuyên bố hoang đường khác của ông ấy. Chứng mất trí nhớ có thể khiến cho ông ấy nói bất kỳ những gì mà ông ấy muốn. Đúng nhận, sai cãi mà thôi. Giá mà các bệnh nhân ung thư có được sự tích cực như Tổng thống Biden thì tốt biết mấy. Ông ấy đã vượt qua nghịch cảnh, vượt qua chứng mất trí nhớ của những chàng trai sung mãn độ tuổi 80. Điều này làm tôi nhớ tới một tờ áp phích quảng cáo đang là tâm điểm của truyền thông Nga vào ngày hôm nay. Nó đang được lan truyền chóng mặt trên các mạng xã hội mặt phịch là hình ảnh của Tổng thống Biden với bộ mặt rất chịu mến của một người cha. Ông ấy đang ôm chầm lấy một người đàn ông mà theo hình hài chúng ta có thể thấy được có vẻ như là Tổng thống Zelensky. Sau đó bên cạnh là những dòng chữ vô cùng nổi bật có nội dung như sau. Nếu bạn cảm thấy mình đang gặp vấn đề xa sút về trí tuệ thì hãy tới cơ sở chăm sóc của chúng tôi. Sau đó là một số điện thoại quảng cáo ở bên cạnh. Vâng, Tổng thống Biden lấy mình đi quảng cáo ung thư và sau đó những người Nga lại lấy Tổng thống Biden đi đi quảng cáo cho chứng mất trí nhớ. Nghĩ cùng tội mà thôi cũng kệ bởi vì mới chỉ một tuần trước đây cũng chính pháp sư biden đã dõng dạc tuyên bố trước truyền thông mình chính là ai có nghĩa là tổng thống biden đang khoe về thế giới rằng ông ấy được tạo ra từ trí thông minh nhân tạo ông ấy còn nói thêm rằng nếu bất kỳ ai trong số các bạn nghĩ tôi là ăn bellingcone thì hãy đổi lỗi cho ai được biết rằng buổi nói chuyện này là một chương trình của nhà trắng để kêu gọi các công ty công nghệ lớn có biện pháp bảo vệ và quản lý sự phát triển của trí thông minh nhân tạo trong tương lai nhưng theo tôi để có thể quản lý tốt tất cả các vấn đề liên quan tới những người mỹ thì trước hết họ cần phải quản lý tốt cái miệng của tổng thống joe biden để ông ấy không nói những lời gây lúi cho chúng ta nữa các bạn thấy đó tất cả những gì mà truyền thông hay giới chính trị gia phương tây tô vẽ cho chúng ta nó hầu hết đều tới từ những lời nói dối sự thật đơn giản chỉ là nó có lợi hay không để bọn họ công bố mà thôi Đơn cử như gần đây rất nhiều bạn nói với tôi về những lời tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về việc Ukraine đã giành lại 50% lãnh thổ. Vậy thực hư câu chuyện đó có đúng hay không? Vâng, điều này nó tới từ một bản tin trên kênh CNN đã phỏng vấn Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ông ấy đã nói như sau, xét những gì Nga tìm cách đạt được, những gì Putin tìm cách đạt được, họ đã thất bại, họ đã thua rồi. Mục tiêu là xóa sổ Ukraine khỏi bản đồ, loại bỏ độc lập, chủ quyền của quốc gia này và xác nhập nước này vào Nga. Điều đó đã thất bại từ lâu. Bây giờ Ukraine đang trong một trận chiến để giành lại nhiều đất đai hơn mà Nga đã chiếm giữ. Họ đã lấy lại được khoảng 50% những gì đã bị tịch thu ban đầu. Bây giờ, Ukraine đang trong một cuộc chiến rất cam go để lấy lại nhiều phần lãnh thổ hơn nữa. Có rất nhiều khó khăn bởi vì người Nga đã thiết lập một hệ thống phòng thủ kiên cố, nhưng tôi tin rằng với trang thiết bị và sự hỗ trợ mà Ukraine nhận được từ hơn 50 quốc gia cùng với sự huấn luyện mà lực lượng của họ đã được đào tạo, vẫn còn nhiều các lực lượng như thế này chưa tham gia vào cuộc chiến. Vì vậy tôi nghĩ rằng cuộc chiến này sẽ không thể kết thúc trong vòng 1-2 tuần Mà nó sẽ là một cuộc chiến kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí cả năm Vậy đó đây là nguyên văn những lời phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trên kênh CNN Về cái được gọi là Ukraine đã giành được 50% lãnh thổ Chẳng có cái được gọi là 50% lãnh thổ nào cả Đơn giản là sau khi Nga đã chiếm chọn thủ đô Kiev vào năm ngoái Họ đã xúc tiến một thỏa thuận trên bàn đàm phán với cả Ukraine Và thỏa thuận hòa bình này đã được hình thành tới 99% Khi mà những người Ukraine đã ký vào văn bản sau đó những người Nga chủ động rút lui về khu vực Đôn Bát. Lúc này chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Vâng, chính thủ tướng đương nhiệm của Vương quốc Anh lúc đó là Boris Johnson đã tới Kiev để mà yêu cầu chế độ của Zelensky xóa bỏ cái thỏa thuận với cả những người Nga đi. Bởi phương Tây sẽ đứng ra tài trợ vũ khí và tiền bạc cho Ukraine chống Nga. Câu chuyện tiếp theo sau đó chắc các bạn cũng thể hiểu 50 quốc gia đã bày đàn với nhau viện trợ khí tải cho Ukraine để đấu lại Nga. Nhưng đã hơn một năm trôi qua, Ukraine vẫn loay hoay trong công cuộc lấy lại khu vực Donbass bát mà nào đã được đầu. Họ chưa hề lấy lại được bất kỳ một phần lãnh thổ nào trong các khu vực đã xác nhập vào Nga. Đổi lại, Ukraine đã mất những gì nào? Hàng trăm nghìn các binh sĩ đã phải ngã xuống. Trong khi, Hoa Kỳ và các đồng minh của mình cũng đã đốt hàng trăm tỷ đô la để mà đổ vào chế độ Kiev chống Nga. Tất cả cho tới nay vẫn chỉ là một số không tròn chính. Nga thì vẫn có lãnh thổ của Ukraine trong khi Ukraine và một phương Tây tập thể chỉ chẳng có gì. Cuối cùng, trong một cuộc họp về các vấn đề kinh tế của Nga tính tới thời điểm hiện tại, thì Tổng thống Putin rõ ràng đã tuyên bố những sự thật chấn động với cả phương Tây về việc nền kinh tế của Nga vẫn ổn định, thậm chí lại còn tăng trưởng, hơn hẳn với tình hình lạm phát ở châu Âu. Tổng thống Putin nói rằng, Kể từ quý 2 năm ngoái, GDP của Nga đã bắt đầu tăng thêm khoảng 0,5 đến 0,7% mỗi quý. Nếu chỉ tính riêng năm 2022, GDP của Nga giảm 2,1%. Nhưng bắt đầu kể từ tháng 1 đến tháng 5 năm này, GDP của Nga tăng trung bình 0,6% mỗi tháng. Và chỉ tính riêng tháng 5 đã lên tới 5,4%. Chúng tôi hy vọng rằng vào cuối năm này, GDP sẽ tăng thêm khoảng 2%, có nghĩa là nó sẽ đạt khoảng 8% trong năm 2023. Hãy nhớ là chính IMF. Quỹ tiền tệ quốc tế đã dự báo nền kinh tế của Nga tăng trưởng 0,7%, và bây giờ chúng ta đang nói về câu chuyện tăng trưởng nền kinh tế khoảng 9%. Dẫn đầu là các ngành sản xuất, xây dựng và thương mại bán lẻ. Tăng trưởng trong các lĩnh vực này cũng như toàn bộ các biện pháp để chúng ta hỗ trợ nền kinh tế có tác động lâu dài và lợi ích đến thị trường lao động của Liên bang Nga tỷ lệ thất nghiệp ở Nga như các bạn đã thấy rõ đang giảm rất nhanh, bây giờ chỉ còn là 3,2%. Đồng thời, lần đầu tiên kể từ năm 2018 đến nay, tiền lương thực tế đã tăng với tốc độ hai con số và khoảng hơn 10%. Nói chung, đây là một kết quả khá tốt, nó thậm chí còn cao hơn kỳ vọng với tính toán sơ bộ của tất cả chúng ta. Vâng, thưa các bạn, với những thông cáo này từ Tổng thống Putin, chúng ta mới thấy được một siêu cường nên hình dung như thế nào cho rõ ràng. Nó phải như Nga, chứ không phải giống như Mỹ. Bởi vì Mỹ chỉ cần ngừng in tiền nên kinh tế của quốc gia này sẽ sụp đổ ngay. Còn với Nga, đó lại là một câu chuyện rất khác. Một mình chống hơn 50 quốc gia mà nền kinh tế của họ vẫn tăng trưởng với một tốc độ thần tốc. Vậy tôi xin phép được hỏi các bạn rằng, Ukraine và một phương Tây tập thể lấy cái gì ra để thắng Nga và làm suy yếu nước Nga? Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại like trong các video sau.